FP Market là gì và lý do mà bạn nên chọn FP để bắt đầu giao dịch? Thì FP Market hay còn gọi là First Prudential Market là một nhà môi giới ngoại hối và là CFD, Contract for Difference, nổi tiếng toàn cầu, được thành lập vào năm 2005 và có trụ sở chính tại Úc. FP Market cung cấp các dịch vụ giao dịch trên nhiều loại tài sản bao gồm ngoại hối hay còn gọi là Forex, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, kim loại, ETF, trái phiếu hoặc là tiền điện tử. Họ cung cấp các nền tảng giao dịch phổ biến như là MetaTrader 4, MetaTrader 5, CTrader và TradingView cho phép các nhà giao dịch tiếp cận với các thị trường tài chính toàn cầu. Và lý do bạn nên chọn FP Market để bắt đầu giao dịch thì đầu tiên là chi phí giao dịch thấp. FP Market được biết đến với là mức spread thấp và phí hoa hồng cạnh tranh, đặc biệt trên các tài khoản ECN. Điều này giúp giảm phí giao dịch và cải thiện khả năng sinh lời cho các nhà đầu tư. Tiếp theo là đa dạng sản phẩm giao dịch. FP Market cung cấp nhiều loại sản phẩm để giao dịch từ ngoại hối, chỉ số, cổ phiếu, hàng hóa, trái phiếu đến tiền điện tử. Điều này giúp các nhà giao dịch có nhiều lựa chọn và khả năng đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Cùng với nền tảng giao dịch tiên tiến, FP Market cung cấp các nền tảng giao dịch phổ biến như là MetaTrader 4, MetaTrader 5, CTrader và TradingView đáp ứng nhu cầu từ cơ bản cho đến nâng cao của các nhà giao dịch. Các nền tảng này hỗ trợ các công cụ như phân tích kỹ thuật, giao dịch tự động và các chỉ báo tùy chỉnh. Và một yếu tố không thể thiếu đó là độ tin cậy và uy tín cao. FP Market được quy định bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc ASIC và cơ quan dịch vụ tài chính Seychelles FSA và đảm bảo môi trường giao dịch an toàn, minh bạch cho các nhà đầu tư. Và một điểm cộng nữa đó là hỗ trợ khách hàng tốt. FP Market cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7 với nhiều ngôn ngữ, giúp các nhà giao dịch giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả. Và cuối cùng đó là giáo dục và tài nguyên giao dịch. FP Market cung cấp nhiều tài nguyên giáo dục bao gồm webinar, hướng dẫn giao dịch và phân tích thị trường, giúp người mới bắt đầu dễ dàng học và cải thiện kỹ năng giao dịch của mình. Và nhìn chung, FP Market là một lựa chọn lý tưởng cho những người mới bắt đầu giao dịch nhờ chi phí cạnh tranh, đa dạng sản phẩm, nền tảng tiên tiến và sự hỗ trợ tận tình, giúp bạn dễ dàng tiếp cận và đầu tư trong thị trường tài chính toàn cầu. Và thông tin chi tiết hơn thì mình có để website của FP Market dưới description, mọi người có thể tham khảo thêm nha.